kênh Chợ Đầu Mối Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá nông sản tại vựa chị Thắm bán nha quý vị. Ở đây bán gần riền, chanh, xả, ớt rất là nhiều luôn nha quý vị. Mình thấy có chanh dây nè, ở đây chị bán rất là nhiều nha quý vị. Đó, chanh xả để mình đi vô trong mình à. Ở đây là gừng riền quý vị, ớt quý vị, ớt đây, ớt bên đây, ớt hiểm bên đây, nhưng mà chưa biết giá. Hôm nay chị không để giá đây là mình một tịch luôn, mình phải hỏi nha quý vị. Ồ, có nay bán cái loại bầm bập này nữa nè quý vị. Bây giờ là 12:30. Tắt này mấy loại bà chủ? Ba loại hả? Hai mấy ngàn ký hả? Tắt sò 25, tắt trung 22 hả chị? Trung á, trung này 11 ngàn. Trung này 11 ngàn. Tắt sò 25, tắt trung 11 ngàn. Tắt cơ 17 ngàn. Nó ba loại giá quý vị. Đó, bà chủ bà chia sẻ ra cái giá nó vậy đó. Tắt sò 25 ngàn, tắt cơ 17 ngàn, tắc trung là loại nhỏ đó quý vị, 11 ngàn. Đó, chân thật luôn đó, bà chủ nói giá luôn đó. Tắc chanh, chanh này mà không hạn này giá nhiêu chị Thắm? 260 một bịch hả? Mấy loại chị? 26, 27. 160, 160, 260, 270, ba loại đó quý vị, muốn loại nào quý vị bạn hàng mua thì muốn loại nào có loại đó quý vị. 160 10 ký, rồi 260 10 ký, với 270 10 ký, ba loại nha quý vị. Đây chanh không hạt đây quý vị, đây chanh không hạt. Hàng này hàng chanh không hạt, đây là hàng tắc luôn quý vị. Tắc chanh Đà Lạt nhiêu ký chị Thắm? 150, 170. Đây là chanh Đà Lạt quý vị, có ba loại: 101, 150, 170, 10 ký đó quý vị. 10 ký, 101, 10 ký, 150, 10 ký, 170, ba loại. Ồ, cái này là chỉ có để giá nè, là 35 ngàn một bịch, vậy là bịch này 5 ký nè quý vị, 7 ngàn đồng ký, 7 5 35. Đó quý vị, ớt sừng đẹp luôn quý vị. Ớt sừng quý vị, ớt sừng đó. Ở đây là chủ yếu là vậy nha quý vị. Chanh tắc xả 8 ngàn đồng ký nha quý vị, đây là xả 8 ngàn đồng ký. 8 ngàn đồng ký là mình phải mua một bịch đó nha quý vị. Còn còn mua ít hơn đó là giá nó tới 10 ngàn. Ồ, kế bên họ có bán hạt dẻ đó quý vị, hạt dẻ rồi đậu phộng.
chanh dây quý vị. Ở chanh dây ở đây bán bịch vậy nha quý vị. Chanh dây này nhiêu bịch chị Thắm? 101. À 110.000 bịch 5 kg ha. 110.000 bịch 5 kg chanh dây quý vị. Người làm đi giao hết rồi, có mình chỉ lây quay. Ớt xiêm xanh là nhiêu ký vậy? Ớt xiêm xanh này 60 quý vị. Ớt ba tri này nhiêu ạ? Ớt rồi tri 40. Ớt hiểm nè chị, ớt hiểm 40. Ớt hiểm này là 40 nha quý vị. Rồi cái ớt hiểm này cũng 40 nè. Đó, 40 đây. Ớt ba tri cũng 40.000. Ớt ba tri đẹp nha quý vị. Đó ba tri đẹp. Đó ba tri 60.000 đồng ký. Đó hiện 40.000 đồng ký. Ớt xiêm xanh này nè là 60.000 đồng ký nha quý vị. Đồng 1 ký ớt xiêm xanh. Ớt ba tri thì 40. Bên đây nè quý vị. Quá trời. Còn con kia là tỏi, hành tỏi. Hả? À, nè nay có món này nè, xây nhà luôn hả? Đây một bịch này là nhiêu chị Thắm? 5.000. Cái trò đó không, bịch bự vậy mà nói 5.000. Này bịch 5.000 là mình mua dài được nè, bịch 5.000. Xả sai rồi xả bào quý vị. Có ớt sai luôn nha quý vị. Quý anh em mà bán tập quá mà ở gần đây đó quý vị. Mình mua về để mình bán đó. Là chị Thắm đây có bán cái này luôn. Cái này là chính ở giữa này sai luôn đó quý vị. Là có tỏi sai nữa nha quý vị. Xả nè, ớt, tỏi sai sẵn luôn. Nhìn nó đẹp lắm nha quý vị. Năm ngàn một bịch. Bịch rẻ. Bịch bịch này với ông chủ 70.000. 5 ký củ hành tây 70. Củ hành tây Hà Nội nhiêu à? Hành tây Hà Nội nhiêu à? Hành Đà Lạt nhiêu à? Nó 75.000. 75.000 chứ 75.000. Còn tỏi. Tỏi là 120. Tỏi 5 kg 120 nha quý vị. 4.000. Tỏi tỏi 5 kg 120. Rồi hành Đà Lạt, hành tây Đà Lạt á 75.000, hành tây là 70.000. Ôi mới thấy bán nước anh kia rồi cái chạy đây, không lẽ giờ tôi mua chai nước. Mới là quay video ở là cái dừa cam. Chạy đây quay nữa, thấy cái chị bắn nước, chị chạy đây nữa, mình lại đây mình quay video, chị chạy đây nữa, đủ loại. Đây là hành tỏi, đây là quá trời luôn nha quý vị. Đó nãy giờ là mình review cái giá đó quý vị, review cho cái giá cho quý anh em cộng đồng mạng tham khảo. Vừa chị Thắm á là và bán đang bán cái giá nhẹ nha quý vị. Vị trí dựa thì nằm ở đầu đường Nguyễn Thị Sóc luôn nha quý vị, và trên màn hình video quý vị đang xem có số của chủ dựa quý vị, mình liên hệ mua bán cái gọi trực tiếp với chủ dựa. Thì ở đây thì
À, chỉ có mua ớt ớt hiểm nha quý vị. À, quý vị nào hỏi ớt hiểm mà bán chỗ bán ớt hiểm thì ra nha quý vị. Ớt hiểm. Thì cách thức của chị này mua bán sao, vừa mua bán sao mình không có biết nha quý vị. Thì đó là quý anh chị em mà mình trồng được cái mặt hàng ớt á, thì cứ liên hệ trực tiếp với Dựa có mua bán sao nha quý vị. Hai bên mà phù hợp thì mua bán nha quý vị. Mình làm video là để kết nối với cái người nông dân á, trực tiếp với bà con tiểu thương tại Dựa, thì mình chỉ làm cái cầu kết nối nha quý vị. Có chanh tắc nè, chanh tắc ở đây bán tiền số lượng rất là lớn, rất là nhiều luôn. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.